Bản tin giá vàng 12 tháng 12. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng ngày 12 tháng 12 của kênh tin tức 24 giờ online. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Giá vàng trong nước tiếp tục tăng giảm hỗn loạn. Giá vàng thế giới giảm nhẹ. Dự báo giá vàng biến động. Tỷ giá đô la Mỹ tiếp đà suy giảm. Bất động sản, dự án ma tái bùng phát tăng cấp độ. Về tình hình cụ thể, giá vàng tại thị trường trong nước. Mở phiên giao dịch ngày 12 tháng 12, giá bán vàng SJC trong nước giao động tăng giảm theo đà tăng của vàng thế giới. Giá bán đang tiến gần về mốc 55 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 54,75, 55,25 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với mở phiên giao dịch liền trước. Giá vàng bán ra đang cao hơn giá mua 500.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 130.000 đồng một lượng ở chiều bán và 110.000 đồng một lượng theo chiều mua, hiện đang niêm yết tại 54,73-55,19 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Thương hiệu vàng rồng thăng long đang giao dịch ở 53,56-54,26 triệu đồng một lượng mua vào bán ra trên thị trường thế giới. Trong phiên sáng nay, giá vàng niêm yết trên sàn Kitco ở mức 1832,5 đô la Mỹ một ounce, giảm 5 đô la Mỹ so với chốt giao dịch hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trên sàn New York cũng đang dừng chân ở mức 1836 đô la Mỹ một ounce, giảm 3 đô la Mỹ so với hôm qua. Giá vàng thế giới biến động thất thường trong phiên chốt tuần, cụ thể sau thông tin vừa Quốc Anh không đạt các điều kiện rời khỏi Liên minh châu Âu gói hỗ trợ kinh tế của Mỹ không được thông qua, khiến đồng đô la Mỹ đảo chiều tăng giá mạnh, đẩy giá vàng giảm mạnh về 1825 đô la Mỹ một ounce. Nhưng sau đó, Mỹ công bố một số dữ liệu cho thấy lạm phát tại quốc gia này tiếp tục tăng, lập tức giới đầu tư mạnh tay mua vào, giúp giá vàng từ 1825 đô la Mỹ một ounce lao lên 1847 đô la Mỹ một ounce. Theo Reuters, vàng đã thất bại trong việc cố gắng phá vỡ mức kháng cự 1.850 đô la Mỹ một ounce do sự lạc quan đến từ vaccine COVID-19. Nhiều nhà đầu tư đang thận trọng hơn khi bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vào năm mới. Trong một báo cáo công bố ngày 8 tháng 12, các chiến lược gia của ngân hàng đầu tư JP Morgan cho biết, kể từ tháng 10, quỹ Grayscale Bitcoin Trust đã thu hút được gần 2 tỷ đô la Mỹ tiền đầu tư, trong khi các quỹ ETF vàng mất hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, JP Morgan lưu ý nhiều tổ chức đầu tư khác như các công ty quản lý tài sản tư nhân nhìn chung vẫn nắm giữ tỷ lệ tài sản bằng vàng lớn hơn Bitcoin. Số đơn xin thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất gần 3 tháng. Đây là bằng chứng mới cho thấy số ca mắc COVID-19 tăng mạnh và việc thiếu gói kích thích tài chính bổ sung đang gây tổn hại cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giới đầu tư hiện đang theo dõi các gói kích thích kinh tế, trong đó có cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Sau cuộc họp này, ECB dự kiến sẽ công bố các biện pháp kích thích mới cho các nền kinh tế châu Âu. Dự báo giá vàng Margaret Yang, chiến lược gia của Daily FX cho biết, sự tương quan giữa đồng đô la Mỹ và vàng đã trở lại khi tâm lý lạc quan về chủng ngừa COVID-19 ít nhiều tác động tới các thị trường. Vàng cần một chất xúc tác rất mạnh để phá vỡ xu hướng giảm và đó có thể là chính sách ôn hòa của cục dự trữ liên bang Mỹ Phép hoặc một dự luật kích thích tài chính quy mô lớn hơn. Nhà phân tích thị trường Han Tan của công ty môi giới FXTM cho biết, hiện bất cứ sự tăng giá nào của vàng giao ngay đều sẽ phải đối mặt với làn sóng thoái vốn liên tục từ các quỹ ETF vàng. Chuyên gia cho cho biết, thị trường vàng có thể biến động mạnh khi mối tương quan của kim loại quý này với lợi suất trái phiếu thực tế đã suy yếu, điều này là do nhà đầu tư tiếp tục chuyển sang các tài sản rủi ro hơn, tạo ra nhiều thách thức cho những kênh trú ẩn an toàn như vàng. Fitch Solutions cho biết, giá vàng sẽ vẫn tăng vào năm 2021 do tỷ lệ lãi suất thấp vừa phải và đồng đô la Mỹ yếu, song triển vọng kinh tế cải thiện sẽ hạn chế đà tăng của giá vàng. Tỷ giá đô la Mỹ tiếp đà suy giảm Đồng đô la Mỹ hôm nay đã giảm nhẹ khi chính phủ Mỹ chưa thể đạt được một thỏa thuận về gói kích thích mới như dự kiến. Chỉ số đồng đô la Mỹ đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền trụ chốt đã giảm 0,2% và đứng ở mức 90,5. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2018. Đồng đô la Mỹ suy yếu còn do vàng tăng giá. Vàng được hỗ trợ sau khi số đơn xin thất nghiệp hàng tuần của Mỹ tăng lên mức cao nhất gần 3 tháng. Đây là bằng chứng mới cho thấy số ca mắc COVID-19 tăng mạnh và việc thiếu gói kích thích tài chính bổ sung đang gây tổn hại cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tại thị trường trong nước, tới cuối phiên 11 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.146 đồng không đổi. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.125 đồng không đổi và bán ra ở mức 23.790 đồng không đổi. Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.040 đồng mua và 23.220 đồng bán. Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 23.040 đồng một đô la Mỹ và 23.220 đồng một đô la Mỹ. Vietinbank 23.045 đồng một đô la Mỹ và 23.225 đồng một đô la Mỹ. ACB 23.050 đồng một đô la Mỹ và 23.210 đồng một đô la Mỹ tình hình bất động sản dự án ma tái bùng phát tăng cấp độ vẽ ra các dự án ma bán dự án khi chưa đủ thủ tục pháp lý là những chiêu không mới nhưng vẫn được các công ty lừa đảo áp dụng các cá nhân đơn vị môi giới thường đưa ra thông tin về các dự án có vị trí tốt giá hời đánh vào sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết các quy định về đất đai của khách hàng có một điểm chung là các công ty lừa đảo này ngày càng liều lĩnh thủ đoạn ngày càng tinh vi các cá nhân đơn vị môi giới thường đưa ra thông tin về các dự án có vị trí tốt, giá hời, đánh vào sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết các quy định về đất đai của khách hàng. Sau khi hành vi lừa đảo bị phát hiện, bị chính quyền điểm huyệt, bị phạt, thậm chí khởi tố, chủ đầu tư các dự án ma bỏ của chạy lấy người, còn khách hàng thì chịu thiệt hại, nhiều người lâm vào cảnh nợ nần trồng chất, trắng tay. Trường hợp công ty Phát An Gia khi bị bắt, Tất cả khu đất mà ông Hoàng Mạnh Cường vẽ dự án đã được sang tên cho các cá nhân khác đứng tên, nghĩa là đã có sự chuẩn bị trước để tẩu tán tài sản. Dùng thủ đoạn tinh vi hơn là trường hợp công ty Hoàng Kim Len. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Hoàng Kim Len về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vẽ hàng loạt dự án ma ở thành phố Hồ Chí Minh, bà Rịa Vũng Tàu để lừa hàng trăm người. Tuy nhiên, người chủ thật sự của công ty này là bà Trần Thị Mỹ Hiền thì không bị bắt bởi có giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần. Nhiều nạn nhân của Hoàng Kim Len sốc với thông tin này bởi trong những lần tiếp xúc, bà Hiền hoàn toàn tỉnh táo, tự nhận mình là chủ của Hoàng Kim Len, đại diện công ty làm việc với khách hàng, cam kết giao nền đất, đền bù nếu dự án không thực hiện được bức xúc trước tình trạng dự án ma ngày càng bùng phát, tăng cả về số lượng lẫn mức độ công khai, lãnh đạo một doanh nghiệp địa ốc lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để xảy ra tình trạng này, một phần do khâu quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, một phần do thị trường địa ốc rơi vào trạng thái ảm đạm, nguy cơ đóng băng, nhưng việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng khó khăn, thủ tục cấp phép dự án bị siết chặt, dẫn đến nhiều doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Để trụ lại, nhiều doanh nghiệp tìm đủ mọi cách, từ huy động vốn khắp nơi đến tăng cổ phiếu mua bán, phát hành trái phiếu, thậm chí vượt rào bán lúa non khi dự án chưa đầy đủ pháp lý. Vị này nói. Bản tin của tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!